Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về máy hấp bánh Flan Haba V3 2 nhé. Với thiết kế chắc chắn và chất liệu inox không dĩ 304, máy không chỉ sáng bóng mà còn siêu bền, chịu được nhiệt độ cao. Máy không chỉ có chức năng hấp bánh Flan mà còn có thể ủ sữa chua, hấp các loại bánh da lợn, bánh bao, bánh ướt và nhiều loại bánh khác. Với những tính năng đa dạng này, máy rất phù hợp cho mọi quy mô sản xuất từ nhỏ tới lớn. Để hiểu rõ hơn máy hấp bánh Flan Haba V3 2, hãy cùng xem tiếp video để khám phá thêm những tính năng tuyệt vời nhé. Máy hấp bánh Flan Haba V3 2, thiết bị không thể thiếu cho các cửa hàng làm bánh. Trước tiên, bạn cần chuẩn bị nguyên liệu và cho vào hũ bánh Flan, sau đó xếp lên khay. Trước khi cho khay bánh vào hấp, chúng ta cần gia nhiệt cho máy để tạo nhiệt độ phù hợp. Sau đó cho khay bánh Flan đã chuẩn bị vào hấp theo thời gian và nhiệt độ đã cài đặt sẵn. Kết thúc thời gian hấp, cùng xem thành quả nào. Hiệu suất cao, 100% bánh Flan chín đều, không bị đổ bánh. Thời gian hấp nhanh và năng suất cao hơn 50% so với hấp thủ công. Máy cực kỳ tiết kiệm điện với chỉ 0.2 kWh so với các dòng máy ủ khác trên thị trường. Như các bạn có thể thấy, bánh Flan sau hấp có cấu trúc mịn, không bị đổ, mẻ bánh đồng đều, thành phẩm đạt chất lượng. Nếu bạn quan tâm và muốn sở hữu máy hấp bánh Flan Haba V của chúng tôi, hãy truy cập trang web để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và đặt hàng ngay hôm nay thông qua số hotline được hiển thị trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Vina Organic.